Vâng, hôm nay Sở Minh Châu rất là vinh hạnh khi được bàn giao một bộ bàn ăn mẫu vô cùng hiện đại và mới đấy, về cho bác Tuấn ở Kim Động Hưng Yên nha quý vị nhá. Đấy thì bộ này thì bác đặt bên em là với chất liệu là gỗ gõ đỏ Nam Phi. Đấy thì mẫu bàn này thì gọi là mẫu bàn chân chữ U, thì được bên em làm với kích thước là dài 1m97 và rộng 97 nha quý vị nhá. Đấy, mẫu này thì bác kê là 8 ghế. Mẫu ghế này thì là mẫu ghế rất là mới lạ, độc đáo và cực kỳ là hiện đại của Sở Minh Châu nha quý vị nhá. Đấy, mẫu này thì gọi là mẫu ghế lưng thấp. Đấy. Đối với chiếc bàn thì bên em làm là ván liền tấm và dày 2 phân. Đấy, và khuôn tranh là dày 4 phân nha quý vị nhá. Đấy, và ốp thêm một phần nữa 4 phân là tổng là khuôn tranh lên tới 8 phân, siêu dày dặn và chắc chắn. Và đấy có mài vát để tạo cái sự mềm mại cũng như là tăng cái độ thẩm mỹ cho chiếc bàn. Đây, ghế đây. Ghế này, ghế cũng mài vát luôn và rộng ở phần đầu là rộng 45 và thu hẹp về phần đuôi còn 40 nhá quý vị nhá. Đấy. Còn đây là phần chân bàn này, chân bàn thì bên Sở Minh Châu sẽ là làm nguyên khối 100%. Đấy, và bản rộng 14 phân, to ở dưới và thu hẹp ở trên. Đấy. Và vắt sang bên kia thì để tạo cái độ chắc chắn cũng như là nâng cái mặt bàn thì rất là yên tâm và chắc chắn nhá quý vị nhá. Đấy, đối với chiếc ghế này thì bên xưởng sẽ là bọc đệm, ngồi sẽ rất là thoải mái và dễ chịu. Và riêng với cái mẫu ghế này thì đấy quý khách nhìn cái phần lưng tựa này, khi mà mình ngồi thì nó sẽ có cái phần để ôm. Đấy, rất là thoải mái nhá quý khách nhá. Quý khách nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại để được Sở Minh Châu tư vấn kỹ càng hơn. Đấy thì bộ này thì giao về nhà bác khách thì Sở Minh Châu đang bán ra trên thị trường với giá là 37 triệu đấy, cả hoàn thiện và kính bàn đầy đủ nhá quý khách nhá. Kính chào và hẹn gặp lại quý khách ở những cái video clip tiếp theo ạ.